ngày hôm sau tin tức về việc toàn bộ phó gia bị chết cháy nhanh chóng lan truyền khắp chấn cảnh dương đương nhiên những tin tức như vậy không thể qua mắt người của tần quốc công phủ hắn vô cùng vui vẻ nhanh chóng gửi bồ câu đưa tin này về cho tần công lúc này tại thanh u viên dưới sự giúp đỡ của mục thiên huyền gia đình thất bảo đã âm thầm di chuyển đến nơi an toàn thất bảo hướng cha mẹ nói cha nương đã khiến các người hoảng sợ rồi con đã bố trí người bảo vệ cho gia đình trong thời gian này chúng ta sẽ không đi đâu cả và cũng không cần suy nghĩ nhiều lần này nhờ có người của trấn quốc công phủ giúp đỡ mà gia đình chúng ta mới thoát được một kiếp nạn bảo nhi chúng ta nhất định phải cảm tạ họ cho chu đáo nghe vậy thất bảo khẽ gật đầu con hiểu rồi cha mẹ cứ nghỉ ngơi đi nàng sau đó rời khỏi phòng lòng mang tâm trạng phức tạp rốt cuộc là ai độc ác đến vậy lại muốn dồn cả nhà chúng ta vào chỗ chết ngày hôm sau ở kinh thành tần công nhận được tin báo về chuyện của phó gia khi đọc nội dung bên trong ông ta lập tức chấn động vội đến tìm lê hoa hạ quân truyền tin rằng người của phó gia đã bị thiêu chết hết không ai may mắn sống sót. Như vậy, tai họa diệt tộc mà cô nương từng đề cập hẳn đã có thể được hóa giải, phải không? Nghe điều này, Lê Hoa sắc mặt biến đổi, răng cắn chặt lẩm bẩm, chết, đều chết hết rồi sao? Những người từng dùng bỏ ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, ông nội, bà nội, cha, nương, tiểu cô, tất cả đều chết sao? Còn có kẻ sau này trở thành cửu ngũ trí tôn nữa, lẽ nào hắn dễ dàng bị diệt trừ như vậy sao? Nghĩ đến đây, Lê Hoa lạnh lùng lên tiếng, cụ. Không tự mình nhìn thấy thi thể người đó, cũng không tự mình xác nhận rằng hắn đã chết ta không thể khẳng định rằng tai họa diệt tộc của tần phủ đã được hóa giải tần công không nên vui mừng quá sớm lỡ như người kia đêm đó không có mặt chẳng phải là đã ủng công và có thể gây thêm rắc rối sao nghe được lời nhắc nhở của lê hoa tần công cúi đầu cảm kích cô nương nói đúng ta sẽ để hạo quân tiếp tục dò la tin tức và tốt nhất là mang được thi thể của người kia về kinh thành lê hoa bước tới cửa sổ ánh mắt đam chiêu nhìn ra xa năm nay tấn châu sẽ gặp đại hạn e rằng sẽ có dân chạy nạn làm loạn cũng may thế tử đang ở đó quốc công có thể để thế tử đi chấn áp và cứu tế đồng thời tiện thể tìm người điều này không chỉ giúp thế tử lập công lớn mà còn được hoàng thượng khen ngợi nghe vậy tần quốc công mặt hiện vẻ kinh ngạc không dám tin nói tấn châu gặp đại hạn dân làm loạn tin này hoàng thượng chỉ mới nhận được đêm qua ngay cả quan lớn như ta cũng chỉ biết sáng nay vậy mà cô nương sao cô nương lại biết trước được lê hoa quay người lại vừa tỏ ra giận dữ chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi thiên cơ bất khả lộ tần công nghe xong không dám hỏi thêm cúi đầu đáp tôi hiểu tôi sẽ lập tức tấu thỉnh hoàng thượng nhận nhiệm vụ này đến lúc đó tân quốc công phủ không chỉ được danh mà còn thêm quyền lực đợi tần công rời đi lê hoa nở nụ cười âm trầm đã đến lúc thay đổi mọi chuyện rồi đúng như nàng ta dự đoán năm đó tấn châu gặp hạn hán tai họa càng ngày càng lan rộng lúa gạo mất mùa dân không nộp nổi siêu thuế lại càng không đủ ăn dẫn đến dân chạy nạn đến cảnh dương chấn ngày càng nhiều thiện đường của thất bảo vẫn tích cực phát cháo cứu tế nhưng nếu tiếp tục sợ rằng cũng không trụ được bao lâu Mục Thiên Huyền đến thiện đường, nhìn thấy cảnh này liền nói với Thất Bảo, "Phó cô nương thật là thiện tâm, quả thực là phúc của bá tánh." Thất Bảo nghe vậy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Năm nay đã lâu không có mưa, dân chạy nạn càng lúc càng đông. Một thiện đường nhỏ của ta không thể phát cháo mãi. Nếu không có lương thực, sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn." Mục Thiên Huyền đương nhiên hiểu rõ tình hình, hạn hán ở Tấn Châu khiến dân chúng nổi loạn. Nghe nói các nhà buôn ở cảnh Dương trấn nhân cơ hội tích trữ lương thực rồi nâng giá. Nếu không giải quyết từ gốc rễ, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn hắn hướng thất bảo tiết lộ một cái tin tức ta cũng đã nhận được thư từ kinh thành thánh thượng điều thế tử của tần quốc công phủ tần hạo quân đến tấn châu trấn áp và cứu tế ta phải tức tốc về kinh hỗ trợ dứt lời mục thiên huyền vẫy tay gọi hộ vệ dân chạy nạn khắp nơi các nhà giàu lại tích trữ lương thực thất bảo cô nương phát cháo từ thiện tại đây một là sợ bị cướp hai là e sẽ tổn hại lợi ích của nhà giàu mà bị ám toán ta sẽ để lại một số hộ vệ cho cô nương sử dụng thất bảo không có từ chối cúi đầu cảm tạ sau đó Mục Thiên Huyền cùng Mục Linh duyệt chuẩn bị lên đường hồi kinh. Thất Bảo vẫy tay chào hai người, "Lên đường cẩn thận, nhớ bảo trọng." Nhìn bóng lưng mấy người mục ra dần khuất xa, Tóc Minh lúc này mới bước ra, thở phào nhẹ nhõm. Người phiền phức cuối cùng cũng đi rồi, như thế thì mọi việc cần làm sẽ trở nên thuận tiện hơn. Tối hôm đó, tại Nam Phong quán, Tóc Minh đến để gặp hai người rất đặc biệt, chính là hai huynh đệ Lam Cầm và Lam Mậu. "Đại nhân, chỉ cần ngài có thể bảo vệ đệ đệ của ta, để hắn có thể sống đường hoàng, thì Lam Cầm ta nguyện vì ngài mà làm bất cứ chuyện gì." Ngồi ở trên cao, Tắc Minh nghe vậy liếc mắt nhìn xuống, nói: "Ngươi chắc chắn chứ? Cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng của mình sao?" Tắc Minh bước xuống, nâng mặt của Lam Cầm lên. Hai huynh đệ này có vẻ có nét gì đó tương đồng với hắn, có vẻ như bọn họ sẽ có ích. Nhưng đúng lúc này, Lam Mậu giận dữ hất tay Tắc Minh ra. "Không cho phép ngươi khi dễ ca ca của ta." Bên cạnh đó, Lam Cầm từ từ kéo tay áo lên, để lộ ra da thịt bị lở loét. Nhìn thấy cảnh này, Tắc Minh khẽ giật mình, còn Lam Cầm thì bật khóc. Nam ta 12 tuổi đã bị bán vào Nam Phong quán, nhiều năm bị hành hạ đến nay đã mắc phải căn bệnh này. Ta không còn sống được bao lâu nữa. Nếu mạng nhỏ này có thể đổi lấy cuộc sống của Mậu Nhi, ta có chết ngàn lần cũng không hối hận. Lam Mậu nghe những lời này lập tức dập đầu trước Lam Cầm. Ta sẽ không để ngươi chết một cách vô ích. Ta nhất định sẽ báo thù những kẻ đã bán và làm hại ngươi, từng người một ta đều nhớ rõ. Ta nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Nói xong, Lam Mậu quay sang Tắc Minh, khẩn cầu. Chủ nhân, xin ngài hãy nhận lấy ta. Tắc Minh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức mỉm cười, rất tốt, ta đồng ý với các ngươi. Sáng hôm sau, tại Thanh U Viên, Thất Bảo đi ra cánh đồng, gọi hệ thống để đổi điểm công đức lấy hạt giống cây trồng. Tuy nhiên, nhìn vào bảng giá mà tên cầu gian thương đưa ra, Thất Bảo tặc lưỡi. Một hạt giống một điểm công đức, ta mở thiện đường phát cháo cứu nhiều nạn dân mà tích góp mãi mới được hơn 5000 điểm, chẳng phải sắp hết sạch rồi sao? Hệ thống tựa như nhà giàu hách dịch dọng đầy coi thường, lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi muốn mua hay không thì tùy, đừng làm phiền bản đại gia thấy tên kia tính tình khó chịu như bà thím dụng dâu thất bảo bất đắc dĩ đành chấp nhận ta đổi năm nghìn điểm công đức lấy năm nghìn hạt giống ngô ngay khi nhận được điểm công đức thái độ của hệ thống thay đổi 180 độ niềm nở nói với thất bảo lão bản thật hào phóng nhận hạt giống ngô từ hệ thống thất bảo nhanh chóng gieo xuống cánh đồng ở thanh u viên đây là giống ngô cao sản chịu hạn tốt một mẫu đất ít nhất thu được 800 cân trồng giống này trong năm mất mùa thì sẽ cứu được nhiều người sau khi gieo xong Thất Bảo dùng Mộc Linh Thuật để thúc đẩy quá trình sinh trưởng. Dưới tác dụng này, Ngô nhanh chóng nảy mầm. Thất Bảo hài lòng, với Mộc Linh Thuật, không đến nửa tháng là có thể thu hoạch rồi. Sau đó lấy hạt giống từ cây trồng ra phân phát cho nạn dân, họ sẽ có cái ăn vượt qua đợt hạn hán này. Nửa tháng sau, Tần Hạo Quân được Triều Đình bổ nhiệm làm Chỉ Huy Cứu Tế, dẫn theo ba 000 binh sĩ trở lại cảnh Dương Trấn. Bên ngoài là cứu dân, nhưng thực chất là vì lợi ích cá nhân. Qua nhiều lần nghe ngóng, Tần Hạo Quân nghe nói ở Nam Phong Quán có một nam kỹ tên Lam Cầm rất có thể là người đã đào tẩu năm xưa hắn quyết tâm lần này nhất định phải diệt cỏ tận gốc điều mà tần hạo quân không ngờ là đây lại chính là cái bẫy mà lý tắc minh bày ra để thời điểm tần hạo quân mắc câu cũng là lúc hắn sẽ thu lưới cảnh phim chuyển đến nam phong quán tần hạo quân được trưởng quầy dẫn đến phòng của lam cầm ông ta cất giọng nịnh nọt chỉ huy sứ đại nhân thật biết nhìn hàng lam cầm chính là kỹ nam đứng đầu nơi này tần hạo quân nhất thời mặt đen lại hắn quăng cho trưởng quầy một lượng vàng rồi đuổi ông ta đi bước vào bên trong nhìn thấy khuôn mặt của lam cầm tần hạo quân liền chấn động vì khuôn mặt này giống hệt người trong ký ức của hắn dù đã trưởng thành nhưng vẻ tuyệt sắc ấy tuyệt đối chỉ có một điều tần hạo quân không ngờ là lam cầm lại lên tiếng nhận ra hắn trước là ngươi nhiều năm rồi ta đã chạy trốn đến đây vậy mà ngươi vẫn chưa buông thà tần hạo quân nghi hoặc hỏi lại ngươi nhận ra ta sao lam cầm răng nghiến chặt ánh mắt đầy lửa giận nhìn tần hạo quân đương nhiên khi ta còn bé tần quốc công phủ các ngươi đối xử với ta còn tệ hơn heo chó cho dù hóa thành cho ta cũng sẽ nhận ra ngươi Đúng lúc này, Tần Hạo Quân nhìn thấy sợi dây chuyền Lam Cầm đeo, lập tức giật lấy nó. Khi nhìn thấy dòng chữ Lý Tắc Minh trên đó, hắn nở nụ cười vui vẻ, rút dao đâm vào bụng Lam Cầm, "Lý Tắc Minh, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi." Lam Cầm trợn mắt nhìn, tức giận lùi lại. Tần Hạo Quân vui vẻ cười lớn, "Ha ha, họa diệt tộc của Tần Quốc công phủ cuối cùng đã bị phá rồi." Lam Cầm nghiến răng, rút dao từ ống tay áo chém vào ngực Tần Hạo Quân, "Nếu xuống địa ngục, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng." tần hạo quân tránh né kịp thời nên lam cầm chỉ có thể gây ra vết thương nhỏ hắn cười lạnh ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi nói gì thì cũng vô ích hắn lập tức ra lệnh cho lính giết chết lam cầm đám lính nhận lệnh xông lên lam cầm không thể kháng cự liền chết thảm dưới đao của quân lính phủ tần quốc công nhưng trước khi ngã xuống hắn lại mỉm cười mãn nguyện nhìn lam cầm đã chết tần hạo quân đạp thi thể hắn dưới chân đắc ý cười nói ha ha mang xác hắn về kinh thành ta muốn tra thấy năng lực của ta nhưng đúng lúc này tần hạo quân cảm thấy ngực đau nhói miệng không kìm được phún ra máu đen quân lính phủ tần quốc công phát hiện con dao lam cầm dùng có độc hốt hoảng dìu tần hạo quân lên xe tìm đại phu đám đông xôn xao chuyện gì đây giết người ư người đó không phải là chỉ huy sứ đại nhân sao lam mậu từ xa nhìn ca ca chết thảm thì bật khóc tóc minh hướng hắn nói ngươi có hận ta không lam mậu lắc đầu nhàn nhạt, nhạt, đáp không đâu chủ nhân đã cứu huynh đệ ta ca ca đã nói hắn không còn sống được bao lâu có thể vì chủ nhân mà chết hắn cam tâm tình nguyện Nghe được lời vừa nói của Lam Mậu, Tắc Minh trầm ngâm. Để dụ Tân Hạo Quân, hắn đã kín đáo lan truyền tin tức có một thiếu niên trông giống mình đang lẩn trốn tại Nam Phong quán. Trong nửa tháng qua, hắn đã cho người chăm sóc hai anh em Lam Cầm và Lam Mậu, đồng thời tự tay xử lý những kẻ đã buôn bán và khinh nhục họ. Nhưng Lam Cầm cũng không sống được bao lâu nữa. Vậy nên, cái mạng của hắn coi như để Tắc Minh sử dụng. Tắc Minh đã lấy ngân hoa thu thập ở núi Phúc Lạc nhuộm tóc Lam Cầm thành màu giống hắn, rồi cải trang thêm một chút để diện mạo tên kia giống hắn hơn. Đợi khi về đến kinh thành, thi thể chắc chắn đã sớm mục nát, không thể phân biệt được nữa. Hơn nữa, người ở Tần Quốc công phủ đã nhiều năm không gặp lại hắn. Với bằng chứng này, họ sẽ tin rằng kẻ chết chính là Lý Tắc Minh. "Ngươi yên tâm mà đi, tính mạng của đệ đệ ngươi cứ để ta lo liệu." Tắc Minh lẩm bẩm nói với Vong Linh Lam Cầm, rồi cùng Lam Mậu rời khỏi nơi này để quay về chỗ thất bảo. Cùng lúc này, Tần Hạo Quân đã được đưa về khách điếm, để tránh tình trạng vết thương nặng hơn, quân y đã sử dụng ngân châm châm vào xung quanh vết thương để ngăn độc tố lan rộng. Hộ vệ của Tần Quốc công phủ lo lắng lên tiếng, "Triển đại phu, thế tử rốt cuộc sao rồi chưa ra trận mà chỉ huy đã gặp chuyện nếu việc này lộ ra ngoài đâu chúng ta khó mà giữ được mất triển hạ sắc mặt khó coi ta đã tạm thời thi châm để ức chế kịch độc trong cơ thể thế tử nhưng cách này chỉ giữ được một hơi thở cho hắn nếu muốn giải độc hoàn toàn cần dạ u đàm trong truyền thuyết nhưng suốt bao năm nay ta tìm khắp thâm sơn cùng cốc mà chưa thấy dấu vết dạ u đàm là loài thực vật sống cộng sinh với đằng xà trăm năm mà đằng xà là loài quái vật gần như đã thành tinh tin dạ u đàm quả là khó như lên trời hộ vệ nghe xong liền run rẩy quỳ xuống ông chân triển hạ vậy phải làm sao đây triển hạ liền hạ lệnh mau dùng bồ câu đưa tin xin chỉ thị của tần quốc công đồng thời trao thưởng khắp nơi để tìm dạ u đàm có lẽ sẽ còn một đường sinh cơ hộ vệ nghe thế không chút chần chừ nhanh chóng đi thực hiện mấy ngày sau thất bảo cầm một sọt ngô đến nhà tắc minh nàng vừa đi vừa lẩm bẩm gần đây nhiều chuyện quá lâu rồi không gặp a tắc vừa lúc ngô chín đem qua cho hắn một ít sau khi gõ cửa một lúc người ra mở cửa không phải là tắc minh mà là lam mậu tất bảo có chút giật mình đứa bé này trông giống a tắc hồi nhỏ thật nàng nhịn không được tiến tới xoa đầu lam mậu tiểu bằng hữu ngươi tên là gì vậy lam mậu trừng mắt cắt ta không phải tiểu bằng hữu ta là một nam nhân soái khí đáng tin cậy đúng lúc này Tóc minh bước ra giải thích bảo nhi hắn là dược đồng ta mới nhận tên lam mậu thất bảo che miệng cười thầm trước kia a tắc là phu quân trẻ tuổi giờ lại thuê một đứa bé làm dược đồng rồi Tóc minh cầm lấy giỏ ngô từ tay thất bảo tay chạm lên má nàng ngươi xem đầy mồ hôi rồi thấy cảnh này lam mậu bất lực lầm bầm lại được phát cẩu lương rồi một lát sau thất bảo đã nướng ngô và nấu xong một bàn đồ ăn nàng lấy ra một lọ đưa cho tắc minh a à, tắc ta đã luyện dược lộ từ dạ u đàm mà ngươi đưa lần trước nó có thể chữa lành vết thương nếu gặp nguy hiểm thì hãy dùng tắc minh nhận lọ thuốc hơi giật mình hắn thầm nghĩ bản thân làm việc rất kín kẽ bảo nhi chắc chắn không biết ta làm gì nhưng sao lại cố ý đưa dược lộ chữa thương có khi nào nàng đã phát hiện điều gì bên này thất bảo mở hệ thống ra quan sát tắc minh thấy số lần phòng ngự của hộ thân phù chỉ còn một lần nàng thoáng cái giật mình không rõ tình hình cụ thể nhưng thất bảo biết a à tắc chắc chắn đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm sáng hôm sau thất bảo cùng tắc minh đem ngô và hạt giống phát cho nạn dân ngô có thể ăn ngay hạt giống thì để trồng mọi người hợp lực sẽ vượt qua khó khăn này lòng tốt của thất bảo khiến ai nấy vô cùng cảm kích điểm công đức của nàng cũng tăng không ngừng mọi người ánh mắt đầy lửa nóng nhìn thất bảo phó tiểu thư quả là bồ tát sống cứu cả nhà chúng tôi thất bảo xua tay xấu hổ nói đừng nói vậy gặp khó khăn thì cùng giúp nhau thôi trong lòng nàng rất vui vì gần đây chồng ngô cứu người điểm công đức tăng vọt dù đang cứu người nhưng thất bảo đây cũng là đang tự cứu mình đúng lúc này tắc minh xoa đầu thất bảo bảo nhi nhà ta thật thiện tâm thất bảo mỉm cười trở lại a à tắc ngươi thật thẳng thắn người xung quanh chứng kiến cảnh này liền bật cười vui vẻ phu quân của phó tiểu thư quả thật rất chiều vợ hai người các ngươi quả thật rất hạnh phúc đúng lúc này Tắc Minh đột nhiên giật mình khi phát hiện một bóng người gần đó. Người kia lén lút tựa như đang điều tra thứ gì đó. Tắc Minh cầm một đĩa ngô đi tới, "Này, ngươi có muốn ăn ngô không?" Nhưng người kia lại tỏ ra khinh thường, cười khẩy, "Chỉ mấy cái bắp ngô mà muốn đuổi bản đại gia đi sao? Cứ chờ đi, vài ngày nữa các ngươi chẳng còn gì mà ăn đâu." Nghe mấy lời này, Tắc Minh cảm thấy có điều gì đó rất quái lạ. Cảnh phim chuyển đến đến ranh giới giữa Tấn Châu và Thanh Châu, người của trấn Quốc Công phủ lúc này đang giao chiến với một đám người đeo khăn vàng, giống như người vừa bị Tắc Minh bắt gặp quân chính quy sao mọi người mau rút lui một tên đeo khăn vàng quát lớn hạ lệnh sau khi đám người khăn vàng bỏ chạy mục linh duyệt liền tiến tới hỏi thăm ca ca mình mục thiên huyền lắc đầu chỉ hơi tốn sức một chút nhưng không gặp vấn đề gì kể từ khi tiến vào thanh châu trên đường đoàn người mục thiên huyền gặp phải lưu dân ngày càng đông và trong số đó có cả đám giặc khăn vàng mục thiên huyền lo lắng không biết có phải bọn giặc khăn vàng đã nhân lúc hạn hán chiêu mộ lưu dân để mở rộng đội ngũ hay không đúng lúc này hộ vệ của mục thiên huyền áp giải một tên giặc khăn vàng vừa bắt được tới trước mặt hắn mục thiên huyền không trần trừ kề dao vào cổ tên kia lạnh giọng tra hỏi các ngươi có bao nhiêu binh mã và mục tiêu tiếp theo là nơi nào tên giặc khăn vàng run rẩy hoảng sợ quỳ xuống huynh đệ khăn vàng ở thanh châu có hơn hai ngàn người cộng thêm một ngàn lưu dân đang chờ chúng ta sau đó chúng ta chuẩn bị tiến đến cảnh dương Trấn của tấn châu để hội quân với lực lượng chính ở đó vừa mới thu hoạch ngô nên có rất nhiều lương thực hai huynh muội mục thiên huyền nghe được những thông tin này thì chấn kinh mới thanh châu mà đã có ba ngàn người há chẳng phải tấn châu lại càng nhiều hơn sao một khi hợp nhất với nhau chỉ sợ là có đến trên vạn người nhưng mà cảnh dương chấn phó cô nương không phải cũng ở nơi đó hay sao mục thiên huyền sau đó liền không do dự gọi 200 hộ vệ đi theo mình số còn lại thì giao cho mục linh duyệt bảo nàng hồi kinh phân phó xong mục thiên huyền không chậm trễ lập tức lên đường tuy rằng thánh thượng đã sai tần phủ thế tử làm chỉ huy nhưng mục thiên huyền lại nghĩ tần hạo quân chỉ là một kẻ ăn chơi chắc chắn không làm nên trò chống gì chính vì vậy mục thiên huyền tức tốc trở về chấn cảnh dương để hỗ trợ trong lòng âm thầm cầu nguyện cho thất bảo không gặp chuyện gì cảnh phim chuyển đến doanh trại của giặc khăn vàng đóng bên ngoài vùng ngoại ô cảnh dương chấn gã giặc khăn vàng từng gặp mặt tắc minh trước đó hiện tại đã quay về báo cáo tình hình ở cảnh dương Trấn với đầu lĩnh đã điều tra xong rồi không biết vì sao năm nay bọn họ thu hoạch bắp ngô vô cùng tốt hơn nữa còn có không ít kho lúa kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì xin điện hạ chỉ thị thái tử tiền triều trừng mắt quát ta đã sớm nói rồi Đừng có gọi ta là Điện hạ. Giang Sơn này đã sớm không còn nhớ đến ta nữa. Gã mặt sẹo nghe vậy vội quỳ xuống, Điện hạ chính là chân vương duy nhất mà các tướng sĩ công nhận. Một ngày nào đó, thiên hạ này sẽ lại thuộc về hoàng thất, Điện hạ sẽ là người ngồi lên ngai vàng, đứng trên vạn người. Nghe được lời này, thái tử tiền triều hưng phấn đập mạnh tay xuống bàn, đúng thế. Tình hình hạn hán năm nay chính là do ông trời bất mãn với đương kim cẩu hoàng đế nên mới giáng xuống thiên phạt. Hiện tại chúng ta một đường thu thập nạn dân, thực lực cũng ngày càng lớn mạnh. Trước mắt chỉ cần đoạt được cục thịt béo cảnh dương chấn tích trữ lương thực sau đó tiến công tấn châu đoạt lấy thiên hạ cũng chẳng phải chuyện khó gì nữa hừ nhất tướng công thành vạn cốt khô người dân ở cảnh dương chấn các ngươi cứ coi như là hiến thân vì con đường báo thủ của bản điện hạ đi sau này khi ta trở lại hoàng vị nhất định sẽ giảm thuế đảm bảo các ngươi an cư lạc nghiệp sau đó thái tử tiền trừ trực tiếp hạ lệnh truyền mệnh lệnh xuống mấy ngày tới hãy chỉnh đốn binh mã chờ lực lượng từ thanh châu đến chúng ta sẽ đánh chiếm cảnh dương chấn một lần cho xong ba ngày sau tại khách điếm nơi tần hạo quân đang ở hộ vệ tần quốc công phủ lúc này rất tò mò về sự xuất hiện của lê hoa người này là ai vậy trông cũng thật là lớn lối tuy nhiên người hộ vệ vừa nói xong đã bị triển hạ vỗ một cái vào đầu nhắc nhở nhỏ giọng chút đây là người đặc biệt do tần quốc công phủ phái tới tương lai của chúng ta đó hơn nữa đây là thế tử phi đó lê hoa bước vào phòng nhìn thấy tình trạng của tần hạo quân sắc mặt thay đổi nhiều năm trôi qua lần này trở lại cảnh dương chấn không ngờ lại gặp cục diện như thế này Lý Tắc Minh kia quả là quân vương chi tướng, ngay trong lúc nguy cấp mà vẫn lưu lại hậu thủ. Nghe Triển đại phu nói độc mà Tần Hạo Quân chúng phải là thiên hạ kỳ độc, rất khó để giải. Lê Hoa nghiến răng, nói: "Tần Hạo Quân, ngươi nhất định phải cố gắng chống đỡ. Phượng nữ chi mệnh này của ta liền phải dựa vào ngươi." Nghĩ tới đây, Lê Hoa liền lớn tiếng gọi Triển đại phu vào: "Ngươi dẫn ta đi hầm băng." Một lát sau, Lê Hoa được Triển hạ đưa tới chỗ thi thể của Lam Cầm. Một mùi hôi thối bốc lên khiến cả hai phải che mũi. Lê Hoa nổi giận, "Ta bảo các ngươi dùng băng để bảo quản thi thể tốt mà, vậy mà băng tan hết, mùi hôi thối thế này, ngươi kêu ta nhận thi thể kiểu gì đây?" Triển Hạ bất đắc dĩ giải thích, "Hoa cô nương, hiện tại khắp nơi gặp phải hạn hán, rất nhiều người ăn còn không no, huống gì băng đá." Cảnh Dương trấn chỉ là tiểu trấn, lấy được vài mảnh băng này đã là do ông trời phù hộ rồi. Nghe vậy, Lê Hoa chỉ biết tức giận, chửi đám người Triển Hạ là phế vật rồi tự mình tiến tới kiểm tra thi thể. Cô nén buồn nôn, cô ta tiến gần đến thi thể Lam Cầm, nhìn thấy dung mạo có phần tương đồng với Tắc Minh đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, thịt ra trên cơ thể thối rữa. Lê Hoa không nhịn được mà ói tại chỗ. Triển đại phu thấy cảnh này thì tỏ ra coi thường, nghĩ thầm, còn tưởng bao nhiêu lợi hại, hóa ra vẫn chỉ là tiểu cô nương. Nhưng rất nhanh sau đó, Lê Hoa như phát điên phá lên cười lớn, khiến Triển Hạ kinh ngạc, ha ha ha. Lý Tắc Minh, Lý Tắc Minh, ngươi cuối cùng cũng chết rồi. Về phần Tắc Minh, hắn hiện tại đang đứng trước bảng treo thưởng, nhìn thấy có người treo thưởng 5000 lượng bạc cho Dạ U Đàm thì hắn lập tức xé tờ rơi, lẩm bẩm, tốn công vô ích đúng lúc này thất bảo bước đến gần a à, tắc ngươi đi nhanh thế làm gì nghe vậy tắc minh liền sờ má thất bảo mỉm cười đáp không có gì thấy trứng mắt nên ta sẽ đi thôi thất bảo bật cười được rồi mặc kệ nó chúng ta mau đem hạt giống ngô này đến phát cho dân ở thủy tuyền thôn đúng lúc này có hai người hốt hoảng chạy về phía thất bảo và tắc minh hét lớn tránh ra mau tránh ra thổ phỉ vào thôn chúng ta muốn đi báo quan báo cho chỉ huy sứ nghe vậy thất bảo giật mình kéo họ lại hỏi đại thúc thổ phỉ từ đâu tới hai thôn dân gấp gáp thuật lại là giặc khăn vàng bọn chúng bất ngờ tập kích thủy tuyền thôn bắt rất nhiều dân làm con tin chúng ta rất vất vả mới chạy thoát nên cần đi tìm viện binh nghe vậy tắc minh ra vẻ suy tư hiện tại tần hạo quân thân chúng kịch độc ba ngàn tướng sĩ cứu tế như rồng mất đầu quân sĩ của tần quốc công phủ lại tham sống sợ chết thế thì làm sao chiến đấu chứ họ ưu tiên tính mạng tần hạo quân chứ không phải sự an nguy của thủy tuyền thôn thất bảo đầy giò hạt giống cho tắc minh a tắc ngươi nhanh chóng quay về thanh u viên đưa người trong nhà lánh đi ta sẽ đi kiểm tra tình hình tuy nhiên tóc minh lại đưa giỏ đồ cho hai thôn dân sau đó quay sang nắm tay thất bảo ngươi chỉ là cô nương đối mặt với đám thổ phỉ có cứu được ai đâu thất bảo cứng rắn đáp cứu được người nào thì cứu người đó thôi tóc minh nắm lấy vai thất bảo nói làm sao ta có thể trốn sau lưng ngươi để ngươi một mình đối mặt chứ ta là nam nhân có sức lực hơn ngươi hơn nữa ta ở cảnh dương chấn học đọc sách tập võ và cả y dược nếu ngươi muốn đi thì ta cũng đi. Thất Bảo bất đắc dĩ gật đầu, "Được, tốt, chúng ta cùng nhau đi." Cả hai người nhanh chóng chạy về hướng Thủy Tuyền thôn, cùng thề nguyện có sống cùng sống, có chết cùng chết. Cảnh phim chuyển đến lúc ban đêm tại Thủy Tuyền thôn, tất cả thôn dân bị đám giặc khăn vàng trói chặt, một thôn dân cầu xin đám giặc cướp, "Hảo hán, xin tha mạng. Đồ ăn thì các ngươi cứ lấy đi, nhưng xin đừng thương tổn chúng ta." Lúc này, Thất Bảo và Tắc Minh cũng đã đến nơi, hai người lén lút quan sát tình hình bên trong. Đám giặc khăn vàng thì đang nhậu nhẹt vui vẻ ha 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 thật sảng khoái ta vương trùy đã dẫn đầu chiếm được thủy tuyền thôn nguyện vì điện hạ mà mở đường sau này đoạt được cảnh dương chiếm luôn tấn châu công đầu đương nhiên sẽ thuộc về lão tử một tên khác ngồi cạnh vuốt mông ngựa nịnh bợ không hổ danh là trùy ca trùy ca uy vũ nghe đám người kia trò chuyện tắc minh cảm thấy nghi hoặc điện hạ một tên thủ lĩnh thổ phỉ mà cũng tự xưng là điện hạ thật quá kỳ quái thất bảo lúc này đang lo lắng bọn chúng có quá nhiều người phải nghĩ cách mới được còn chưa kịp nói xong thì tắc minh đã nhét một viên thuốc vào miệng nàng thất bảo không kịp phun ra nuốt viên thuốc vào bụng thắc mắc nhìn tắc minh ngươi cho ta ăn cái gì vậy giờ này mà còn ăn uống nhưng cũng phải công nhận là ngon đấy nhưng tình hình thế này mà chúng ta còn đứng đây ăn thì có phải quá lố không tắc minh lấy ra mấy ống tre giải thích đây là mê hương cực mạnh ta chế từ thảo dược hái trên núi phúc lạc một lát nữa bọn chúng sẽ ngất hết còn viên thuốc vừa rồi là giải dược ăn vào rồi chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng nói xong tắc minh mồi lửa may thay gió đang thổi về phía bọn giặc hắn đốt mê hương rồi hướng nó về phía đám giặc khăn vàng ở bên kia vương trùy cùng đám giặc khăn vàng ngửi thấy mùi hương lạ thì nghi hoặc nhưng chưa kịp phản ứng thì tất cả đã choáng váng ngã gục xuống sau khi chắc chắn toàn bộ đám giặc khăn vàng đã bất tỉnh tắc minh cùng thất bảo mới đi ra hai người vội đưa giải dược cho thôn dân uống cắt dây trói cho họ không mất nhiều thời gian đã có thôn dân tỉnh lại có người nhận ra thất bảo liền kêu lên ngươi là phó cô nương ở cảnh dương chấn ngươi đã phát ngô giống cho chúng ta phải không cô nương tới cứu chúng ta sao thất bảo ra dấu cho mọi người giữ im lặng suỵt đừng lên tiếng xa xa có thể còn thổ phỉ chúng ta mau mau đút giải dược cho các thôn dân còn lại rồi cùng nhau trốn về cảnh dương chấn dưới sự giúp đỡ của tắc minh và thất bảo tất cả thôn dân thủy tuyền thôn đều được cứu thoát sau đó đoàn người nhanh chóng tiến về hướng cảnh dương chấn nhanh lên chúng ta sắp đến cảnh dương chấn rồi đến nơi có quân đội của chỉ huy sứ chúng ta sẽ an toàn tắc minh lúc này cõng một tiểu hài đồng trên vai đứa bé nghịch ngợm hô lên oa oa ngựa con chạy nhanh nào thấy cảnh này thất bảo không nhịn được bật cười a à tắc không ngờ ngươi rất được lũ trẻ yêu mến nha nghe vậy tắc minh quay sang thất bảo cười nói sao nào sau này chúng ta sinh một đứa nhé thất bảo nghe thế thì đỏ mặt xấu hổ vội đẩy tắc minh đi giờ này mà còn vui đùa mau chạy đi mấy thôn dân xung quanh bật cười vui vẻ ha ha đến lúc đó chúng ta phải xin một ly rượu mừng mới được đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa vọng lại Tắc Minh giật mình, vội ra hiệu cho mọi người dừng lại, thấp giọng nhắc mọi người. Không biết là địch hay bạn, mọi người mau trốn đi, đừng phát ra tiếng động. Dưới sự chỉ đạo của Tắc Minh, thôn dân nhanh chóng trốn vào các bụi rậm. Đoàn người cưỡi ngựa càng lúc càng gần, khiến Thất Bảo và Tắc Minh căng thẳng. Tuy nhiên, người đến không phải là giặc khăn vàng mà lại là Mục Thiên Huyền. Nhìn thấy Mục Thiên Huyền, Tắc Minh nhăn mặt khó chịu, hừ, người phiền phúc thế mà cũng trở về rồi. Thất Bảo bước ra chặn đoàn người của Mục Thiên Huyền lại. Thấy nàng, Mục Thiên Huyền vui mừng, lập tức nhảy xuống ngựa, hướng thất bảo kêu lên, thật may, ngươi không bị sao. Chợt, Tắc Minh kéo tay Mục Thiên Huyền ra, lạnh giọng, buông ra, không thì ta sẽ chặt tay ngươi. Mục Thiên Huyền trầm mặt, lùi lại, dù hơi khó chịu. Thấy tình hình căng thẳng, thất bảo vội lên tiếng giải thích, sợ là đang có hiểu lầm gì đó. Nhớ lại buổi tối thất tịch, Mục Thiên Huyền ôm quyền hướng Tắc Minh chào hỏi, lần trước vì dược lộ mà đến, sau đó gặp thích khách tập kích, tuy gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa có cơ hội thỉnh giáo huynh đài, thật thất lễ. Tắc Minh liền ôm lấy thất bảo trực tiếp giới thiệu ta là a tắc cũng là vị hôn phu của bảo nhi mục thiên huyền ngẩn người bảo nhi đã có hôn ước sao thất bảo nghe đến vị hôn phu thì xấu hổ không xác nhận tóc minh nhíu mày nói tiếp ta chính là phu quân trẻ do phó ra mua về sao giờ ngươi muốn chối bỏ à thất bảo càng nghe càng bối rối vội quay sang mục thiên huyền lảng sang việc khác mục huynh ngươi trở về thật đúng lúc giặc khăn vàng đã tấn công thủy tuyền thôn nghe bọn chúng nói thì muốn chiếm cảnh dương làm cứ điểm sau đó thâu tóm toàn bộ tấn châu Tắc Minh thấy thất bảo chuyển đề tài thì chỉ biết lắc đầu, bất lực thầm nghĩ, nha đầu này lại nói sang chuyện khác rồi. Mục Thiên Huyền gật đầu, ta ở Thanh Châu đã nghe tin, nên đi suốt đêm về đây. Nghe vậy, Tắc Minh châm chọc, ngươi mang theo vài trăm binh mã, cũng không giúp ích gì được đâu. Ngàn dặm xa xôi về đây chịu chết, mục gia thế tử quả không hổ danh đại tài. Thấy Tắc Minh nói chuyện châm chọc, thất bảo liền kéo tay hắn, a tắc, đừng nói bậy. Rồi nàng quay sang Mục Thiên Huyền, giải thích, ngươi đừng bận tâm, hắn muốn nhắc nhở rằng số lượng giặc khăn vàng rất đông chỉ có thể dùng trí không thể dùng sức mạnh mà công kích mục thiên huyền gật đầu đạo lý đó ta tự nhiên hiểu được thất bảo cô nương các ngươi hãy bảo trọng tóc minh nắm lấy tay thất bảo ta sẽ bảo vệ tốt bảo nhi thế tử ra không cần bận tâm nhìn cảnh này mục thiên huyền muốn nói nhưng lại thôi dẫn thuộc hạ rời đi ta sẽ đi tập hợp cùng quân đội của chỉ huy sứ xin tạm biệt đợi mục thiên huyền đi xa thôi dân mới dám rời chỗ ẩn nấp mọi người vui mừng nói chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi Thế tử phủ trấn quốc công ở kinh thành đã đến với cứu binh, lần này chúng ta sẽ được cứu rồi. Lúc này, Thất Bảo khá tức giận với thái độ của Tắc Minh, "A à, Tắc, ngươi vì cái gì lại cố ý chọc tức mục huynh như vậy? Người ta ngàn dặm xa xôi trở về gấp cũng là để giúp đỡ mà." Nhưng chưa kịp để Thất Bảo nói xong, Tắc Minh xoa đầu đứa nhóc bên cạnh, mong ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Thất Bảo càng thêm khó chịu, "Ta đang nói chuyện với ngươi, thế mà ngươi lại đi đùa với trẻ con sao?" Đúng lúc này, Tắc Minh bất ngờ ôm lấy mặt của Thất Bảo, rồi lập tức hôn nàng khóa chặt môi nàng lại. Đứa nhóc ngồi trên vai Tắc Minh nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười. Thất Bảo bị Tắc Minh hôn một lúc, cuối cùng tức giận đẩy hắn ra, vội vàng bỏ đi mà không nói lời nào. Tắc Minh nhìn theo bóng dáng Thất Bảo bỏ đi, buồn bã tự nhủ. Bảo Nhi, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận ta sao? Nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì chứ? Tuy nhiên, Tắc Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo Thất Bảo. Ở một nơi khác, Mục Thiên Huyền mang theo 200 thân binh của trấn quốc công phủ trở về cảnh Dương trấn. Vừa đến nơi, hắn lập tức đi thẳng đến gặp tần hạo quân hạo quân huynh mục thiên huyền cầu kiến ta nhận được tin giặc khăn vàng gần đây đã lén lút từ thanh châu đến cảnh dương Trấn, thủy tuyền thôn đã bị tấn công chúng ta cần phải mau chóng xuất bình lúc này lê hoa và triển hạ cũng xuất hiện lê hoa vốn đang lo lắng cho nạn dân nói với vẻ bực dọc chỉ huy sứ đại nhân đã mấy ngày liền bôn ba không ngừng nghỉ để lo cho nạn dân giờ ngươi la hét lớn tiếng như vậy nếu mai chỉ huy sứ đại nhân vì thiếu ngủ mà không có tinh thần làm việc thì ngươi có chịu trách nhiệm nổi không bị lê hoa chất vấn mục thiên huyền hơi ngạc nhiên thật là lớn lối từ bao giờ mà tần phủ lại có loại người như ngươi dù nghĩ vậy mục thiên huyền vẫn giữ thái độ hòa nhã xin hỏi cô nương là ai mục mỗ có việc cần cầu kiến chỉ huy sứ mong cô nương chuyển lời giúp lê hoa tỏ ra khinh thường bản cô nương mà ngươi cũng không nhận ra tình báo của mục gia thật chẳng ra gì triển hạ liền giải thích mục thế tử đây là hoa lý cô nương người được tần quốc công phủ đặc cách phái tới để chủ trì đại cục nghe được lời triển hạ vừa nói Mục Thiên Huyền bật cười, thật là thú vị. Triều đình đã không định Hạo quân huynh làm chỉ huy sứ, mà từ Thanh Châu đến Tấn Châu, ta chưa hề thấy bất cứ hành động cứu tế hay diệt thổ phỉ nào. Vậy mà ở đây các ngươi lại nói người chủ trì đại cục là Hoa Ly cô nương này sao? Nếu truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ tưởng rằng Tần Hạo quân nấp sau lưng một nữ nhân để lấy danh tiếng mất. Không đợi Lê Hoa phản bác, Mục Thiên Huyền tiếp tục, nếu đã biết mình không phù hợp, thì hãy mời Tần Hạo quân ra đây. Nói xong, sắc mặt của Mục Thiên Huyền cũng trầm xuống, mạng người là quan trọng bản thế tử không có thời gian phí lời với những kẻ không rõ lai lịch lê hoa nghiến răng tức giận nhưng biết thời điểm này không thích hợp để tranh cãi nàng ta nhàn nhạt, nhạt đáp chỉ huy sứ đại nhân hiện đang có chuyện cần xử lý không rảnh để gặp ngươi binh phủ hiện giờ do ta quản lý nếu ngươi muốn hành động bản cô nương có thể cho ngươi mượn một nửa trong ba ngàn binh mã triều đình phân công cho ngươi còn một nửa phải ở lại bảo vệ chỉ huy sứ mục thiên huyền trực tiếp nói thẳng giặc khăn vàng phần lớn là lưu dân nhưng nhân số đông đảo ba ngàn binh mã ta cần ít nhất hai người nghe được lời này lê hoa tức giận quay lại nhìn mục thiên huyền tối đa hai ngàn muốn hay không thì tùy không muốn thì cút cùng lúc này thất bảo và tắc minh đã đưa thôn dân về đến thiện đường tiểu viện cha mẹ thất bảo cũng ra hỗ trợ băng bó cho các thôn dân bị thương nhìn cảnh này thất bảo trầm ngâm mình đã cứu được nhiều người và tích lũy được không ít điểm công đức nhưng thủy tuyền thôn vẫn đang bị giặc khăn vàng chiếm đóng giờ mình chỉ hy vọng mục thiên huyền có thể bình định được đám giặc này và trở về bình an mẹ thất bảo thấy con gái đứng ẩn ra liền hỏi Bảo Nhi à, A à Tắc không phải đi cùng con sao? Sao mới đó đã không thấy đâu rồi? Nghe vậy, thất bảo giật mình, ngó quanh nhưng không thấy bóng dáng Tắc Minh đâu. Cảnh phim chuyển đến Mục Thiên Huyền, hắn lúc này đang dẫn đầu đội quân mượn được từ Lê Hoa để tiêu diệt giặc khan vàng. Nhưng hắn không hề biết rằng Tắc Minh đã cải trang thành binh lính, âm thầm trà trộn vào đội quân này. Trong khi đó, đám giặc khan vàng cũng đã nhận được tin báo, điện hạ, theo báo cáo từ trinh thám phía trước, thế tử Mục Thiên Huyền của Trấn Quốc Công Phủ đang dẫn hàng ngàn binh mã tiến về phía chúng ta thái tử tiền triều nghe vậy mặt đen lại tức giận đập mạnh xuống bàn thủy tuyền thôn còn chưa chiếm được giờ lại có thêm cái tên mục thiên huyền lật đổ thiên hạ chẳng lẽ chỉ là một lời nói đùa sao vương truyền liền quỳ xuống nhận lỗi thuộc hạ nhất thời chúng kế xin điện hạ cho thuộc hạ cơ hội lập công trục tội thuộc hạ nhất định sẽ bắt sống mục thiên huyền và sách đầu hắn về gặp ngài thái tử phất tay ra hiệu cho vương trùy đi thi hành nhiệm vụ tuy nhiên khi vương trùy rời khỏi thái tử tiền triều lại ngấm ngầm tính toán tần hạo quân vốn là kẻ phế vật nhưng sao lần này lại là Mục Thiên Huyền dẫn binh tấn công mình phải chuẩn bị đường lui thôi quay trở lại với Vương Trì gã ta dẫn đầu đám giặc khăn vàng tấn công nhánh quân của Mục Thiên Huyền thấy vậy Mục Thiên Huyền hạ lệnh cho binh sĩ nhanh chóng đáp trả ngay lúc này Vương Trì đột ngột xông lên tấn công Mục Thiên Huyền Mục Thiên Huyền không chút hoảng sợ vung đao đẩy lùi Vương Trì tuy nhiên tình hình hiện tại của phe Mục Thiên Huyền không khả quan khi số lượng giặc khăn vàng quá đông nhánh quân của Mục Thiên Huyền dễ dàng bị đối phương cậy đông về hãm trong lúc nguy cấp đột nhiên có một loạt phi tiêu phóng ra hạ gục vương trì và mấy tên thuộc hạ thân cận. thấy vậy, binh sĩ bên phe mục thiên huyền lấy lại tinh thần, chớp lấy cơ hội lao lên tiêu diệt giặc khan vàng. mục thiên huyền nghi hoặc lẩm bẩm, phi tiêu từ đâu tới? có cao thủ trong binh lính hay sao? người ra tay không ai khác chính là tắc minh, đang nấp sau một gốc cây gần đó. thấy bên phe mục thiên huyền gặp khó khăn, tắc minh tự nhủ, thôi thì ta giúp ngươi một chút vậy. sau đó, hắn liền cởi bỏ áo giáp binh lính, lẻn vào thành công tự nhủ, nhiệm vụ chưa xong ta phải hoàn thành điều mà mục thiên huyền chưa làm được nghĩ đến đây Tóc minh đeo mặt nạ quỷ lên nhanh chóng rời đi không mất nhiều thời gian Tóc minh phát hiện ra đám người của thái tử tiền triều đang đi về phía này núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt rút lui trước đã khi xác định được người trước mặt chính là thái tử tiền triều mà mình cần tìm Tóc minh không chút do dự ném ngay một quả khói mù trong lúc hỗn loạn hắn ta liền di chuyển ra phía sau thái tử tiền triều đem tên kia đánh ngất khi khói tan hết đám giặc khăn vàng ngơ ngác nhìn quanh mà không thấy điện hạ của chúng đâu quay trở lại với tắc minh lúc này hắn cưỡi trên lưng tiểu bạch mang theo thái tử tiền triều rời khỏi nơi này tiến đến một hang động tắc minh liền trói thái tử lại đưa vào bên trong tuy nhiên khi kéo bịt mặt của thái tử tiền triều xuống tắc minh giật mình vì khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc ngay lúc ấy ký ức từ quá khứ ùa về trong đầu hắn theo những gì tắc minh nhớ được từ khi bản thân bắt đầu biết nhận thức hắn cùng mẫu thân đã bị nhốt trong một nơi chật hẹp ngoài hai cha con tần duệ quân ra thì hầu như không thấy ai khác Hai mẹ con hắn bị cha con xúc Sinh kia ngược đãi mỗi ngày. Khi đó, Tắc Minh đã tự nhủ sau này nhất định sẽ báo thù. Rồi có một ngày, một nam nhân mặc y phục lộng lẫy đến tìm mẫu thân Tắc Minh. Họ nói chuyện gì đó mà hắn không nghe rõ, chỉ nhớ người kia luôn đánh chửi mẫu thân của hắn. Cuối cùng, tên kia nhốt mẫu thân của hắn lại trong một chiếc lồng và ánh mắt gã nhìn hắn giống như đang nhìn một con dã thú dơ bẩn. Từ đó về sau, Tắc Minh không còn gặp lại người kia nữa. Đến bây giờ, khi nhìn lại khuôn mặt của thái tử trước mắt, Tắc Minh mới nhớ ra người này rất giống với kẻ đó chẳng lẽ đây là nhi tử của tên kia. Nghĩ vậy, Tóc Minh liền nhét một viên thuốc chân thật vào miệng thái tử để nghe được sự thật từ hắn. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt thái tử đờ đẫn, Tóc Minh lên tiếng, ngươi là ai? Thái tử đáp, ta là Lý Diệu. Nghe cái tên này, Tóc Minh bất ngờ, Lý Diệu, chẳng lẽ đây chính là thái tử? Nếu đúng vậy, người nam nhân kia là tiên đế sao? Chuyện này có liên quan đến 8 năm trước khi tiên đế băng hà, Thành Vương liên kết với Tần Quốc công phủ làm giả thánh chỉ, phế bỏ thân phận thái tử của Lý Diệu và tự xưng đế với danh hiệu Tần An Đế. Tắc Minh nhìn Lý Diệu, nghi hoặc, thiên hạ đồn ngươi đã chết trong biến cố cung đình 8 năm trước, sao giờ ngươi vẫn còn sống? Lý Diệu thành thật thuật lại, thành vương để củng cố đế vị đã tung tin rằng ta đã chết. Nhưng lúc đó, ta đã thoát thân cùng hàng ngàn thân binh, lang thang khắp các châu, rồi thành lập quân khăn vàng để phục quốc. Di trúc của tiên đế và ngọc tỷ truyền quốc hiện vẫn được ta giấu ở tục châu. Nghe những chuyện này, Tắc Minh phấn khởi, nghĩ rằng thái tử tiền triều này có thể có giá trị lớn trong việc lật đổ tần gia. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần mượn bộ y phục của Lý Diệu một lát trở lại chỗ mục thiên huyền hắn vừa trải qua trận chiến kịch liệt hắn sử dụng chiến thuật kỳ dị lấy ít thắng nhiều cuối cùng đánh lui được quân chủ lực của giặc khan vàng từ lời khai của tù binh mục thiên huyền biết được rằng giặc khan vàng chính là đội quân còn sót lại của thái tử bị phế bỏ suốt đêm hắn truy đuổi và phát hiện hành tung của thái tử tiền triều không may thái tử bị đá núi đè chết trong lúc chạy trốn xác của hắn được nhận diện qua y phục tùy thân mục thiên huyền xác nhận rằng thái tử thật sự đã chết sau khi kết thúc mục thiên huyền cùng binh lính trở về từ xa tắc minh đứng nhìn nở nụ cười âm trầm mục thiên huyền đây chính là món quà ta tặng ngươi cứ hảo hảo mà nhận lấy sáng hôm sau tin tức mục thế tử chiến thắng trở về lan khắp cảnh dương chấn mọi người vui mừng vì giặc khăn vàng đã bị đánh bại dân chúng có thể yên tâm dọc đường đoàn người của mục thiên huyền được dân chúng cảm kích chỉ có điều mấy tên tù binh giặc khăn vàng lại không được may mắn như vậy liên tục hứng chịu rau củ chứng thối ném tới cùng những lời mắng chửi thậm tệ lúc này thất bảo chạy đến mục huynh ngươi bình an trở về thật là tốt quá nhưng chưa kịp để mục thiên huyền nói chuyện tắc minh đã xuất hiện ngăn trước mặt thất bảo giả lả cười nói với tên kia chúc mừng ngươi đại thắng đám giặc khăn vàng nghe nói còn bắt được cả phế thái tử công lao thật lớn mục thiên huyền chỉ biết cười gượng mục ra vì dân trừ hại không dám nhận công lao lúc này thất bảo lên tiếng mục huynh chiến đấu suốt đêm chắc chắn mệt mỏi lắm hay là cùng binh sĩ đến thiện đường tiểu viện của chúng ta nghỉ ngơi một lát mục thiên huyền ho vài tiếng chuẩn bị đồng ý nhưng tắc minh nhanh chóng ngắt lời ôi chao giặc khăn vàng quấy nhiễu đã lâu chắc chắn thánh thượng đang rất nóng lòng chờ tin việc đưa tù binh về kinh thành mới là chuyện lớn phải không mục huynh dù không cam lòng nhưng trước thái độ của tắc minh mục thiên huyền đành cắn răng đồng ý trong lòng tắc minh thầm xua đuổi ngươi cút nhanh lên đừng lại gần bảo nhi của ta mục thiên huyền vừa leo lên ngựa chưa kịp nói gì tắc minh đã tiến tới vỗ vào mông ngựa khiến nó phóng đi vùn vụt từ xa giọng mục thiên huyền vọng lại tạm biệt tắc minh và thất bảo thấy thái độ của tắc minh như vậy thất bảo có chút không vui Tắc Minh, tại sao ngươi lúc nào cũng nhắm vào Mục huynh? Lần này nếu không có huynh ấy, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chưa để Thất Bảo nói hết, Tắc Minh kéo nàng vào lòng. Thất Bảo dễ dụ muốn thoát ra, nhưng Tắc Minh lại giữ chặt nàng, rồi nhanh chóng hôn lên môi nàng. Ban đầu Thất Bảo còn phản kháng, nhưng sau đó cũng từ từ hưởng ứng, mặc cho Tắc Minh đùa nghịch trong miệng mình. Cả hai người cứ thế hôn nhau một lúc lâu giữa phố. Cuối cùng, hai người cảm thấy ngộp thở mới chịu tách nhau ra, Thất Bảo ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Tuy nhiên, Tắc Minh xoay mặt nàng lại, dịu dàng nói bảo nhi ngươi là của ta ngoại trừ ta ngươi không được vui vẻ với ai khác có biết không thất bảo muốn tắc minh thả mình ra nhưng hắn lại ôm chặt nàng hơn ta không thả cả đời này ta cũng sẽ không thả ngươi ra đến nước này thất bảo chỉ biết thở dài bất lực tắc minh ta với mục huynh chỉ là đồng sự thôi năm năm qua ta vẫn luôn nhớ về ngươi và ta cũng không thích mục huynh vậy nên những lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa nghe những lời này tắc minh cuối cùng mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy thất bảo Bảo Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta nữa, được không? Thất Bảo nghe vậy lập tức véo mũi thanh niên. Sau này không được làm như vậy nữa đó. Đêm hôm sau, tại núi Phúc Lạc, khi xác nhận giặc khăn vàng đã hoàn toàn bị diệt trừ, Lê Hoa dẫn binh đến đây để tìm Dạ U Đàm. Triển Hạ có chút lo lắng, lên tiếng. Theo tin tức đáng tin, khi Dạ U Đàm nở hoa, sẽ có đằng xà trăm năm xuất hiện bên cạnh, thế nên thật sự rất nguy hiểm. Nghe vậy, Lê Hoa tỏ vẻ coi thường, đúng là phế vật. Cầu phú quý mà sợ nguy hiểm, đằng xa thì có gì đáng sợ trong lòng lê hoa thầm quyết tâm nhất định phải tìm được dạ u đàm vì mệnh của tần hạo quân là bảo vệ thiên mệnh phượng nữ nàng ta vì vậy mà bỏ mặc đám người triển hạ cùng binh lính tiếp tục tiến sâu vào núi phúc lạc trách nhiệm của các ngươi là bảo hộ ta an toàn nếu có chuyện gì xảy ra đầu các ngươi cũng không giữ được đâu đi được một lúc bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy dạ u đàm lê hoa vô cùng hưng phấn tuy nhiên đúng lúc này triển hạ hô lớn nhắc nhở mọi người cẩn thận có khả năng đằng xà đang ở quanh đây vừa dứt lời một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cho lê hoa và đám hộ vệ giật mình ngay sau đó một con rắn to lớn xuất hiện lao về phía lê hoa không chút do dự nàng ta nhanh chóng đẩy một binh lính về phía đằng xà rồi thừa cơ nhổ luôn dạ u đàm đối mặt với tiếng kêu cứu của đồng đội bị đằng xà quấn lấy những binh lính khác run rẩy không biết phải làm sao thấy vậy lê hoa sôi máu hét lớn các ngươi thất thần làm gì mau chạy đi nghe tiếng hét đám người triển hạ lập tức bừng tỉnh họ nhận ra Chết một người còn hơn là toàn quân bị diệt, cả đám vội vàng quay đầu bỏ chạy. Triển Hạ chạy được một đoạn rồi quay đầu nhìn về phía đằng xa, trầm tư. Hoa Ly cô nương tuy hung ác, nhưng phán đoán của nàng lại chính xác. Đúng là không hổ danh người mà Tần Quốc công coi trọng. Một mạng người đổi lấy một gốc dạ u đàm, còn giao dịch nào có lời hơn được nữa. Sau đó, Triển Hạ lên tiếng dặn dò đám binh lính, "Chuyện tối nay hãy quên hết đi và liều mạng bảo hộ Hoa Ly cô nương. Có được dạ u đàm, Tần Quốc công nhất định sẽ ban thưởng lớn." Khi Hoa Ly cô nương trở thành thế tử phi, các ngươi sẽ được thăng quan tiến chức nghe vậy lê hoa gật đầu tỏ ý hài lòng ừ coi như các ngươi thức thời mấy hôm sau ở thiện đường tiểu viện thất bảo lo lắng vì ngô và hạt giống không còn bao nhiêu mặc dù ngô có năng suất cao nhưng nạn dân thật sự quá đông hiện tại cũng không đủ cầu nên đây chỉ là giải pháp tạm thời không giải quyết được gốc rễ vấn đề hạn hán không chấm dứt thì bách tính vẫn khổ sở đúng lúc này đột nhiên có giọng nói vang lên phó thất bảo thanh chỉ đến cha mẹ thất bảo nghe vậy thì giật mình tưởng mình nghe nhầm tuy nhiên ngay sau đó mấy vị công công nhanh chóng đi tới thanh chỉ đến phó thất bảo tiếp chỉ nghe vậy thất bảo không chậm trễ lập tức tiến lên phía trước quỳ xuống dân nữ phó thất bảo xin tiếp chỉ công công mở thánh chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết dân nữ thất bảo có công phân phát ngô cao sản và hạt giống cứu tế nay đặc biệt triệu đến kinh thành để luận công khen thưởng và truyền bá kỹ thuật nông nghiệp tạo phúc cho muôn dân nghe chuyện này đám đông đứng gần đó lập tức bàn tán sôi nổi hoàng thượng muốn phó cô nương lên kinh lĩnh thưởng và truyền bá kỹ thuật trồng ngô khắp đại đường cảnh dương chấn thật may mắn có phó cô nương cha mẹ thất bảo mừng đến rơi nước mắt thật sáng rỡ tổ tiên không ngờ đời này chúng ta có thể lên kinh diện kiến thánh thượng tuy nhiên tóc minh lại trầm ngâm hiện tại vua của đại đường là thành vương người đã phế chốt thái tử tiền triều và đoạt lấy đế vị 8 năm trước thành vương và lý diệu chẳng lẽ họ đều là nhi tử của kẻ năm xưa sao vài ngày sau thất bảo dẫn theo cha mẹ A Tắc, Lam Mậu cùng nhau đến kinh thành. Trên đường đi, Thất Bảo thấy đồng ruộng khô cằn, cây cối không thể thu hoạch, tiếng than oán vang vọng. Nhờ tích chữ nhiều điểm công đức, mỗi khi đi qua vùng đất khô hạn, Thất Bảo đều lén sử dụng Lạc Vũ phù để tạo mưa, cứu giúp bà tánh. Việc phát hạt giống ngô cũng giúp thanh danh của Thất Bảo vang xa, công đức tăng lên đến con số chưa từng có, 600.000 điểm. Cuối cùng sau khi di chuyển một đoạn đường dài, đoàn người Thất Bảo cũng đến kinh thành. Tắc Minh vén rèm, nhìn ra bên ngoài, trong lòng cảm thán, dù các ngươi có thay đổi thế nào, kinh thành này ta vẫn trở về đúng lúc này thất bảo đưa tay sờ vào má tắc minh a à tắc sắc mặt ngươi sao khó coi vậy tắc minh nắm lấy tay thất bảo không có gì chỉ là ngồi xe đường dài nên hơi mệt thất bảo nhìn ra bên ngoài ham vui nói chúng ta đi dạo phố trước đã kinh thành to thế này phải hảo hảo chơi một chút tắc minh xoa đầu thất bảo từ chối các ngươi đi trước đi ta cùng lam mậu đến nhà do đường công công sắp xếp sửa sang lại một chút hơn nữa hoàng thượng trăm công nghìn việc chưa xác định ngày diễn kiến nên đồ đạc cần mua còn nhiều, Thất Bảo chỉ đành thở dài đồng ý. Thực ra, nguyên nhân Tắc Minh không muốn đi dạo là vì kinh thành khắp nơi đều là tay mắt của Tần gia, hắn không xuất đầu lộ diện là tốt nhất. Một lát sau, Thất Bảo cùng cha mẹ xuống phố đi dạo. Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên, mọi người trên phố hoảng sợ chạy giặt sang hai bên né tránh. Chỉ thấy Tần Hữu Chính đang vui vẻ cưỡi ngựa phi nhanh về phía gia đình Thất Bảo. "Cút đi, cút hết đi cho bản thiếu gia." Cha Thất Bảo giật mình run rẩy, thấy ông sắp bị ngựa dẫm, Thất Bảo và mẹ cô tái xanh mặt mũi đúng lúc nguy cấp hộ thân phù trên người cha thất bảo kích hoạt tạo ra màn chắn hất tần hữu chính cùng ngựa ra xa thất bảo và mẹ cô lập tức chạy đến chỗ cha lão đầu tử ông không sao chứ cha cô lắc đầu không có nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy tiểu công tử kia dường như tự ngã thất bảo thở phào nhẹ nhõm may mà trước đây mình đã đổi hộ thân phù cho người nhà mang bên người va chạm thông thường thì không gây thương tổn được lúc này đám hộ vệ của tần hữu chính chạy tới bắt đầu kêu gào mấy người các ngươi mau đứng lại đụng vào thiếu gia nhà chúng ta mà còn muốn chạy sao thiếu gia chúng ta thế nhưng chính là nhị công tử của tần quốc công phủ các ngươi chết chắc rồi thất bảo cảm thấy gặp phải loại ác nhân vu khống như thế này thì có lý cũng chẳng thể nói rõ được thế là nàng liền ngay lập tức kéo cha mẹ của mình chạy đi bởi vì trong 36 kế tẩu vị thượng sách ở bên kia tần hữu chính vừa được đỡ lên thì liền tức giận tát cho gã hộ vệ một cái các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả bản thiếu gia mà có chuyện gì thì cha ta sẽ thu thập các ngươi như thế nào bị ăn tát vô cớ gã hộ vệ cũng thầm nổi nóng rõ ràng là tự mình làm loạn mà lại đi trách hộ vệ chúng ta đúng là không nói đạo lý tuy nhiên nhìn thấy biểu hiện này của hộ vệ tần hữu chính chừng mắt quát ánh mắt của ngươi như vậy là sao không phục à đúng lúc này một người hộ vệ khác chỉ tay về phía thất bảo thiếu ra bọn hắn muốn chạy trốn nghe thế tần hữu chính lập tức đẩy gã hộ vệ sang một bên tạm thời tha cho ngươi về sau ta lại tìm ngươi tính sổ sau nói xong hắn dẫn theo đám hộ vệ đuổi theo thất bảo thấy đám người tần hữu chính sắp đuổi kịp thất bảo nhìn thấy kim ngọc lâu ở trước mặt chẳng lẽ nơi này chính là của kim gia hay sao đến nước này thất bảo cũng chẳng do dự nữa liền đẩy cha mẹ mình vào bên trong cũng ngay lúc này tân hữu chính cùng với hộ vệ của hắn cũng đã đuổi đến nơi vừa bước vào bên trong hắn tức giận quá tháo các ngươi đang trốn ở đâu mau đi ra đây cho ta một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa ban ngày ban mặt mà la hét ầm ĩ như vậy ta còn tưởng là ai vô lễ hóa ra là tiểu nhi của tần phủ người này không ai khác chính là phụ thân của kim nguyên gia chủ hiện tại của kim gia phóng ngựa ngang ngược gây rối trên đường ngươi thật sự coi kinh thành là tần phủ hay sao tần hữu chính nhìn thấy người tới là gia chủ kim gia môi mím chặt lại bọn hắn thế mà lại chạy trốn vào chỗ này thật đúng là khó xử lý nghĩ tới đây tần hữu chính lập tức bước lên bọn hắn đụng vào bản thiếu gia đương nhiên là phải tuy nhiên còn chưa nói hết câu thì phụ thân kim nguyên đã ngắt ngang đụng chúng ngươi sao ta đây nhìn thấy rất rõ ràng chính là ngươi đã cưỡi ngựa gây thương tích cho người khác đừng nghĩ rằng ngươi là con trai của tần quốc công thì có thể đổi trắng thay đen hơn nữa ngươi tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng như vậy không sợ sau này bị người ta tìm cách trả thù bắt cóc hay ám sát hay sao chúng ta chỉ là dân đen thấp hèn nên mạng sống chẳng đáng là gì nói không chừng điên lên thì liền một đao chém chết người đó thế nên mạng của tần công tử quý giá như vậy không đáng để mạo hiểm như vậy đâu tần hữu chính bị mắng thì không nói nên lời biết rằng kim gia vẫn còn đang nắm thóp tần gia nên hắn cũng chẳng dám đối cứng cuối cùng Tần Hữu Chính chỉ đành ôm theo cục tức đem theo người của mình rời đi. Tuy nhiên, phụ thân của Kim Nguyên nào để hắn đi dễ dàng như thế. "Chậm đã." Nghe vậy, Tần Hữu Chính hậm hực xoay người lại. "Còn có việc gì sao?" Phụ thân Kim Nguyên cười nhạt, nói, "Thế nào thì ta cũng là trưởng bối của ngươi. Vãn bối gặp trưởng bối mà cứ đi như thế hay sao? Chuyện này nếu như truyền tới triều đình, ngươi đoán xem thánh thượng sẽ nói về gia giáo của Tần phủ như thế nào?" Tuy rằng rất khó chịu, Tần Hữu Chính cũng chẳng thể làm gì được, đành phải cúi đầu hành lễ với phụ thân Kim Nguyên. Vãn Bối Tần Hữu Chính xin cáo lui. Phụ thân Kim Nguyên lại chẳng thèm để ý tới Tần Hữu Chính, xoay người đi vào trong, đi đi, không có tiễn. Nhìn thấy thái độ này, Tần Hữu Chính mặt đen lại, máu nóng dồn lên não. Cũng may là phía sau hắn còn đám hộ vệ, thấy thiếu gia sắp nổi bão đến nơi, bọn chúng vội can ngăn, đi thôi, thiếu gia, lão gia đã phân phó rồi. Toàn bộ kinh thành ai cũng có thể gây chuyện, nhưng mà người này thì không được. Đợi Tần Hữu Chính đi rồi, phụ thân Kim Nguyên lắc đầu, tiểu nhi Tần phủ này khó mà làm nên chuyện gì được ngay sau đó cả nhà thất bảo từ bên trong đi ra tạ ơn lão bản đa tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ phụ thân của kim nguyên nghe thế mỉm cười xua tay việc nhỏ việc nhỏ không đáng nhắc đến lúc này mẹ thất bảo thắc mắc hướng nàng nói mẫu thân vẫn có điểm không hiểu vì cái gì mà con lại muốn trốn vào chỗ này con làm sao biết được ông chủ sẽ giúp chúng ta chứ thất bảo ngập ngừng tuy nhiên phụ thân của kim nguyên đã lên tiếng trước có lẽ ta và ngươi biết nhau nhỉ cha mẹ thất bảo mặt lộ vẻ mờ mịt các ngươi trước giờ chưa từng gặp mặt làm sao có thể quen biết chứ đúng vậy gia đình chúng ta cũng không có người quen nào ở kinh thành cả phụ thân kim nguyên mỉm cười các ngươi cẩn thận người thử xem có phải có một mùi hương quen thuộc hay không vừa rồi vội vàng chạy trốn nên không có để ý lắm bây giờ cẩn thận ngửi một chút thì hình như thật sự có đúng vậy xác thật là đã ngửi qua mùi hương này ở đâu rồi phía bên này phụ thân kim nguyên khẽ gật đầu xác nhận thời điểm cô nương mới vừa tiến vào thì ta đã ngửi thấy rồi Mùi hương trên người của cô nương giống hệt với mùi của hương lộ mà cửa hàng ta bán ra. Thất Bảo nghe vậy giật mình, vừa rồi đi qua cửa hàng này, đầu tiên là tên Kim Ngọc Lâu, sau đó còn có mùi hương quen thuộc của hương lộ. Nói tới đây, Thất Bảo lập tức hành lễ, tiên sinh chắc là họ hàng của Kim Nguyên ở kinh thành hay nói cách khác là người của Kim gia. Phụ thân Kim Nguyên nghe xong, hữu lễ ôm quyền đáp, cô nương hẳn là người luyện chế hương lộ mà Kim Nguyên đã tìm được ở Tấn Châu, phó Thất Bảo nhỉ. Sau khi xác nhận được thân phận, thì ông vui vẻ xoa đầu Thất Bảo, ha ha ha. Ta liền chính là phụ thân của Kim Nguyên, Kim Nhất Đường. Tiểu tử Kim Nguyên kia thường xuyên nhắc ngươi với ta, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên gặp nhau như thế này." Thất Bảo thốt lên, "Ngài là phụ thân của Kim Nguyên, mà ta và Kim Nguyên đã kết bái làm huynh muội. Nếu nói như thế thì ngài không phải chính là nghĩa phụ hay sao?" Ở bên này, cha mẹ Thất Bảo cũng có không ngờ tới có chuyện trùng hợp thế này. "Thật không ngờ chúng ta thế mà lại là người một nhà. Ngày sau ở kinh thành nhất định phải thường xuyên lui tới mới được." Kim Nguyên lúc này cũng chạy vào, Thất Bảo Ta nghe hạ nhân trong tiệm nói có người quen tới. Nguyên lai like thế mà là ngươi, ta cũng biết rằng lần này các ngươi vào kinh là để lĩnh thưởng. Chuyện các ngươi ở Tấn Châu cứu tế và giúp đỡ đã truyền khắp nơi rồi. Trò chuyện với thất bảo vài câu, Kim Nguyên sau đó đi tới, cúi người với cha mẹ của nàng, "Phó đại thúc, thầm thầm, Kim Nguyên xin chào hai người." "Ha ha, Kim Nguyên thiếu gia không cần đa lễ, đều là người một nhà, khách khí cái gì chứ." Kim Nguyên cười nói, "À, mà nếu như đã tới kinh thành rồi thì hãy để ta làm tròn bổn phận của chủ nhà." không bằng mấy ngày này để ta đưa các ngươi đi vòng vòng chơi. Thất Bảo khéo léo từ chối, tạ ơn Kim Nguyên đại ca, thế nhưng chúng ta dự định chờ thánh chỉ hạ xuống thì mới tính toán. Vì vậy nên mấy ngày này vẫn nên tránh xa sự chú ý của Tần gia thì tốt hơn. Kim Nguyên nghe vậy cảm thấy cũng đúng. Tuy nhiên, hắn lúc này đột nhiên nhớ ra, lại gần hỏi nhỏ bên tai Thất Bảo, cái kia, nhà các ngươi vị đó cũng đến kinh thành sao? Thất Bảo che miệng phì cười, ai cơ, thần tiên tỷ tỷ của ngươi sao? Hắn cũng đến. Kim Nguyên tức đến bốc khói, khá lắm, thất bảo muội muội ngươi thế mà dám giữ cơ ta nhưng nhớ lại những chuyện lúc trước kim nguyên lập tức trầm tư trước đó hắn không phải lo lắng rằng đến kinh thành sẽ dính phải họa sát thân hay sao thế nào lần này lại muốn mạo hiểm tới đây không được mình phải đến tìm hắn hỏi một chút xem thử có thể giúp đỡ được cái gì hay không thất bảo dẫn ta đến nhà mới của phó gia ở kinh thành để xem thử một lát sau ở ngôi nhà được khen thưởng của thất bảo kim nguyên nhìn ngó xung quanh một lát cảm thán quả không hổ là công thần vào kinh lĩnh thường Tòa nhà này được Hoàng thượng ban thưởng thật đúng là trắng lệ mà. Thất Bảo hô lớn gọi Tắc Minh ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đến là Kim Nguyên, hắn liền có hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Tắc Minh đã nhanh như chớp mà quay người đẩy Thất Bảo vào trong, "Bảo Nhi, tòa nhà này ta vừa mới sắp xếp xong một số chỗ bài trí, còn không biết có hợp ý của ngươi hay không, vậy nên cứ đi xem thử đi." Kim Nguyên ngây ngốc nhìn Tắc Minh, nhịn không được nói, "Ngươi, ngươi có thể nói được à? Lúc đầu ngươi không phải bị câm hay sao?" Tắc Minh lạnh nhạt đáp, "Cái đó không quan trọng. Ta biết ngươi trong lòng có nghi hoặc." ngươi cố ý tới đây tuyệt đối không phải để tìm thất bảo ôn chuyện đơn giản như vậy cũng như ta dám mạo hiểm đến kinh thành thì đương nhiên là có lý do của mình tóc minh ánh mắt nghiêm túc nhìn kim nguyên tiếp tục nói ngươi lúc trước có nhắc tới bức tranh phác họa nữ tử có tướng mạo cực kỳ giống ta hiện tại nó đang ở đâu kim nguyên đi tới gần Tắc minh thấp giọng vừa đủ cho hắn nghe lần trước ta lén lút vào từ đường để xem bức tranh kết quả là bị cha phát hiện hắn sau đó đã trách ta một trận hơn nữa còn phái người đến trông coi nếu bây giờ muốn lấy bức tranh ra khỏi đó thì chỉ sợ là không dễ làm Tắc Minh bật cười, đây là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi đem vị trí từ đường của nhà ngươi nói cho ta biết, ta sau đó sẽ tự có cách đem bức tranh lấy ra ngoài. Thời gian trên kênh ngày mới về lúc trôi nhanh, mới đó đã là buổi đêm. Lúc này ở từ đường Kim gia đang có hai hộ vệ canh giữ. Đột nhiên, không biết từ đâu có hai cái phi tiêu phóng tới hạ gục bọn họ, mà người ra tay không ai khác chính là Tắc Minh. Hắn sau đó cũng không chần chừ mà nhanh chóng đi vào bên trong. Đảo mắt quan sát, Tắc Minh không mất nhiều thời gian thì đã tìm được bài vị mà Kim Nguyên nói. Hắn đem mặt sau của bài vị tháo ra, liên tìm được bức tranh. Tuy nhiên, sau khi mở ra, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trong tranh, Tắc Minh giật mình, bởi đây chính là mẫu thân của hắn. Ánh mắt của Tắc Minh từ từ lộ ra những cảm xúc phức tạp. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng gặp qua bộ dạng này của mẫu thân. Trong ấn tượng của Tắc Minh, bà ấy không phải đang đánh hắn thì cũng bị người khác đánh. Trên người cả hai lúc nào cũng là vết thương chồng chất, mặt mũi bẩn thỉu. Nhìn thấy bộ dáng thánh khiết của mẫu thân như thế này, Tắc Minh không biết vì sao nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Tuy nhiên, đúng lúc này thì có người bước vào một bàn tay lập tức vươn tới xuất thủ chuẩn xác đem mặt nạ của tắc minh gỡ xuống người tới là ai mà lại dám xông vào từ đường của kim gia nhưng khi nhìn rõ được dung mạo của tắc minh phụ thân kim nguyên liền ngẩn người ông ấy sau đó liền nhanh chóng xuất thủ xác minh bên này tắc minh thì có hơi hoảng sợ bởi vì tốc độ của trung niên nhân kia quá nhanh bản thân hoàn toàn không né tránh kịp tuy nhiên phụ thân kim nguyên hoàn toàn không làm gì tắc minh cả mà chỉ run rẩy nắm lấy bả vai của hắn ngươi ngươi là ai vì sao dáng dấp lại giống hệt như muội muội đã mất của ta như vậy câu nói này đã hoàn toàn làm tóc minh phát điên muội 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 sao ngươi nói rằng nàng chính là muội muội của ngươi ư ừ. tóc minh sau đó điên cùng túm lấy áo của phụ thân kim nguyên ngươi nói mẫu thân ta là muội muội của ngươi ngươi lại dám nói mẫu thân của ta là muội muội ngươi à nói tới đây tóc minh cũng rơi nắm đấm lên các ngươi kim gia đại nghiệp lớn như vậy thế mà lại không bảo hộ được người nhà của mình hay sao ta cùng mẫu thân bị cầm tù ở tần phủ nhiều năm như vậy nhưng mà chưa từng thấy qua người nhà của bà ấy cũng như càng không biết đến sự tồn tại của các ngươi. Chúng ta lúc đó ở tần gia phải chịu đựng bao nhiêu đáng cay, ngươi có biết không hả? Vừa nói, Tắc Minh vừa đấm những cú trời giáng vào mặt của phụ thân Kim Nguyên. Tuy nhiên, ông ấy cũng không hề có ý định chống trả, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt của hắn, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Khuôn mặt này của ngươi quả thật rất giống với mẫu thân ngươi. Đúng là con trai của Giao Nhi rồi. Ha ha, cháu trai của ta chưa có chết, ngươi vẫn còn sống. Thật là quá tốt rồi. Nhìn thấy biểu hiện của phụ thân Kim Nguyên như thế, Tắc Minh không thể xuống tay nữa, nửa tin nửa ngờ dò hỏi, "Ngươi nói mẫu thân ta là muội muội của ngươi, có bằng chứng gì hay không?" Phụ thân Kim Nguyên nhặt bức tranh ở dưới đất lên, nhàn nhạt, nhạt giải thích, "Nếu như không phải là muội muội của ta, ta hà tất phải đem bức họa của nàng giấu ở bên trong từ đường, ngày đêm thờ cùng chứ?" Nàng chết không minh bạch, hơn nữa, nữ tử gả ra bên ngoài không thể tiến vào từ đường, thế nên ta chỉ có thể đem nàng giấu ở chỗ này, chí ít không để nàng trở thành cô hồn dã quỷ không có nhà để về." Tắc Minh nghe tới đây thì cũng không kìm được nước mắt rốt cuộc thì tất cả mọi chuyện là như thế nào phụ thân kim nguyên hai mắt ngấn lệ như lâm vào hồi ức thuật lại 20 năm trước phụ thân của ta là kim lãm đến tây vực để buôn bán trên đường trở về ông ấy đã cứu một vị quả phụ quý tộc tây vực cùng con gái của bà ấy từ tay bọn cường đạo vị nữ từ tây vực đó thế mà lại có năng lực dò tìm mỏ vàng cũng nhờ năng lực của nàng mà kim gia chúng ta đã chiếm được vài cái mỏ vàng sau đó nhanh chóng trở thành danh môn ở kinh thành mẫu thân của ta mất sớm thế nên về sau phụ thân liền cưới vị quả phụ tây vực kia làm vợ kế thế là từ đó ta đã có thêm một muội muội khác cha khác mẹ tên là kim thủy giao tuy nhiên kim gia chúng ta luôn coi nàng như con ruột người trong nhà đều đối xử với nàng yêu thương gấp đôi khi đó giao nhi vừa mới 15 tuổi cũng là độ tuổi đẹp nhất ai cũng muốn đem những thứ đồ tốt nhất đưa đến trước mặt nàng chỉ vì để đổi lấy nụ cười của nàng chỉ tiếc rằng mặc dù kinh thành có rất nhiều công tử tài giỏi còn người thích nàng thì xếp hàng dài đến tận hào thành thế nhưng nàng lại gặp phải người kia hắn chính là nam nhân đã làm thay đổi cả cuộc đời của nàng tần duệ vào một ngày nọ giao nhi đang đi trên đường thì bị mấy tên lưu manh quấn lấy đúng lúc này tần duệ xuất hiện kịp thời giải vây vì tuổi còn nhỏ cũng như lần đầu biết yêu thế nên giao nhi đã phải lòng vị tần quốc công thế tử phong độ nhẹ nhàng chính nghĩa nghiêm nghị kia quen biết nhau được nửa năm tần quốc công phủ đã phái bà mai đến cầu thân khi đó tần duệ dù đã có chính thê thế nhưng hắn thân phận tôn quý dung mạo lại tuấn nhã hơn nữa rất chú đáo chăm sóc vì vậy giao nhi không màng đến người nhà phản đối mà đã đáp ứng kim gia tuy giàu có nhưng trung quy thì vẫn chỉ là thương hộ không thể so sánh với tần quốc công phủ vương tộc duy nhất còn lại của đại đường giao nhi sau đó thành thân toàn bộ người trong kinh thành đều gửi lời chúc phúc câu chuyện tình yêu của mỹ nhân và tài tử cũng được lan truyền khắp nơi đến mãi về sau chúng ta mới biết được hóa ra cái kết đẹp đẽ kia lại chính là cánh cổng dẫn vào địa ngục của giao nhi nàng từ khi gả vào tần phủ thì liền rất ít khi lui tới nhà mẹ ruột chúng ta đến tần phủ cầu kiến thế nhưng người tần gia liền lấy đủ loại lý do cự tuyệt chúng ta ở ngoài cửa chờ đợi thỉnh thoảng thì nàng mới quay về nhà mẹ ruột. Tuy nhiên, khi bọn ta hỏi thăm tình hình thì Giao Nhi sẽ luôn tìm cách lảng tránh, cái gì cũng không chịu nói. Lâu dần, phụ thân cùng kế mẫu của ta bắt đầu khuyên nàng ly hôn với Tần Duệ. Chỉ có điều Giao Nhi lại chết sống không chịu rời khỏi Tần phủ, hơn nữa còn cãi nhau gay gắt với phụ thân cùng mẫu thân của mình. Sau đó, Giao Nhi đóng mạnh cửa rời đi, hoàn toàn cắt đứt với kế mẫu. Thời gian sau, vì thương tâm quá độ mà kế mẫu luôn buồn bã suy sụp, một mực sinh bệnh. Còn phụ thân thì cho rằng Giao Nhi chính là Bạch Nhãn Lang, từ đó không quan tâm đến chuyện của nàng nữa lúc đó ta cũng không hiểu được những giọt nước mắt của giao nhi cứ như vậy thu đi đông tới mới đó mà đã qua rất nhiều năm giao nhi cũng thật sự không có liên hệ gì với kim gia mãi đến khi nghe được tin tức của giao nhi thì đó cũng chính là tin tức qua đời của nàng kim nhất đường lúc đó không thể nào tin nổi chuyện này thế nhưng khi nhìn thấy thi thể của kim thủy giao cả nhà kim gia mới đau khổ chấp nhận đó là sự thật tuy nhiên khi kim nhất đường muốn kiểm tra thi thể của kim thủy giao đã bị tần duệ ngăn lại đủ rồi thi thể cũng nhìn qua chúng ta vẫn là nên để nàng xuống mồ an nghỉ đi thế nhưng kim nhất đường lúc này liền tức giận mà hất tay ra nhiều năm không liên lạc ngươi nói như nào thì liền như vậy hay sao rốt cuộc giao nhi làm sao lại chết nghe vậy tần duệ chỉ lạnh lùng bảo rằng kim thủy giao là do sinh khó mà chết tuy nhiên kim nhất đường làm sao có thể tin được cái lý do này khó sinh ư ta cũng chưa từng nghe được tin tức giao nhi mang thai ngươi bây giờ lại nói là khó sinh ta làm sao có thể tin ngươi được chứ tần quốc công phủ các ngươi rốt cuộc đã làm gì giao nhi hôm nay ta nhất định phải làm rõ chuyện này tuy nhiên còn chưa đi được mấy bước thì tần duệ đã vẫy tay gọi đám hộ vệ tới tần duệ ta nói cái gì thì chính là cái đó nơi này là tần quốc công phủ há có thể để cho đám người các ngươi làm càn người đâu đuổi bọn hắn ra ngoài cho ta mặc dù muốn tần ra cho mình một lời giải thích thế nhưng dù sao kim ra cũng chỉ là thương hộ đối mặt với tần quốc công phủ đương nhiên là không thể đối kháng được tuy nhiên trong lúc rằng co kim nhất đường vẫn nắm được tay của kim thủy giao sau khi bị đám hộ vệ ném ra ngoài kim nhất đường mới gọi phụ thân tới xem thứ mà mình tìm được thì ra trong lúc nắm tay kim thủy giao kim nhất đường vô tình tìm được di thư của nàng đến khi ông mở bức thư ra xem thì mới biết được rằng tất cả chính là một âm mưu lớn một trò lừa gạt động trời nhiều năm về trước tần quốc công phủ đã âm thầm tham ô ngân khố hơn trăm vạn lượng hoàng kim hoàng thượng tức giận lập tức hạ lệnh điều tra rõ chuyện này thế nên nếu chuyện này bị bại lộ tần quốc công phủ cũng khó thoát khỏi cảnh diệt môn mà tần phủ nhiều năm tiêu xài phung phí nên không có cách nào bù đắp lại số tiền bị tham ô được trong lúc bế tắc Tần Duệ biết được Kim gia đem về hai vị nữ nhân dị tộc có khả năng tìm kiếm mỏ vàng, Kim gia nhờ đó trong một đêm phất nhanh trở thành phú thương thần thoại. Chính vì thế Tần Duệ liền đem ánh mắt đặt lên người Giao Nhi. Hắn sau đó tự biên tự diễn một tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Giao Nhi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, nên cứ như vậy rơi vào cả bẫy ôn nhu của hắn. Sau khi kết hôn, Tần Quốc Công liền dùng của hồi môn của Giao Nhi để bù đắp thiếu hụt, thoát được một kiếp. Tuy nhiên, Giao Nhi lại vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của hai phụ tử Tần gia, nên đã biết được hết thảy. Chỉ tiếc là nàng lại bị Tần Duệ phát hiện hắn ta sau đó liền lên tiếng uy hiếp giao nhi nếu như dám tiết lộ chuyện này ra thì sẽ diệt toàn bộ kim gia không lưu một người thế nên vì để bảo vệ kim gia giao nhi đã lựa chọn thỏa hiệp cũng từ đó nàng bắt đầu cố ý xa lánh kim gia không còn lui tới nữa kể tới đây sắc mặt của phụ thân kim nguyên chuyển sang âm trầm tiếp tục nói những năm gần đây dựa vào di thư của giao nhi kim gia chúng ta cũng coi như nắm được chút nhược điểm của tần gia vậy nhưng tần phủ thế lực lớn mạnh liền đe dọa ngược lại chúng ta nếu dám nháo sự thì sẽ diệt cả nhà kim gia ta huống hồ chúng ta không có bằng chứng năm đó tần phủ tham ô căn bản không có cách nào lật lại vụ án 20 năm trước vì thế chỉ có thể cùng tần phủ rằng co lẫn nhau chờ đợi cơ hội báo thủ phụ thân kim nguyên bước tới nắm lấy vai tắc minh hiện tại ngươi xuất hiện vậy thì có thể chứng minh tần phủ nói mẫu thân ngươi sinh khó mà chết chỉ là một lời nói dối thế nên chúng ta nhất định phải tìm ra sự thật của chuyện này tuy nhiên nói tới đây phụ thân kim nguyên cũng giật mình mà lùi lại khoan đã nếu nói như vậy không phải ngươi chính là con trai của tần duệ hay sao